Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm vật liệu. Các bạn nhấn M, kéo vào vật liệu cơ bản ra ngoài này. Đặt tên là sàn đi. Kéo bitmap và chọn cái sàn bê tông này. Kết nối nó với bị diffuse. Nhấp đúp lớn lên, ta cùng nhau chỉnh độ bóng cho nó. Ở đây tôi cho độ bóng khoảng 30. Ok. Tôi muốn bóng mờ, tôi giảm phần này xuống 0.75. Và chọn đối tượng này, hiển thị ngoài vùng nhìn. Bây giờ tôi tắt tạm đối tượng này đi. Chọn cái sàn. Cán vào. Đã hiển thị lên rồi. Bây giờ tôi chuột phải màn hình. Chọn VFB đi. Và kéo chọn vùng này để test xem vật liệu sàn đã ổn định hay chưa. Tôi thấy độ bóng và độ nhòe tương đối đẹp rồi. Bây giờ tôi sẽ bung cho nó một chút xíu. Tôi nhấn M lên. Các bạn chọn đối tượng này. Giữ Shift kéo xuống. Và kết nối phần bung. Vật liệu này tôi muốn cho nó đen hơn một chút nữa. Tôi làm như sau. Ở phần diffuse ở đây, chúng ta chọn màu nghiêng xám đen. Ok. Bạn chuột phải vào đây. Chọn map. Và giảm thông số diffuse xuống. Tôi còn khoảng 50%. Tức là nó sẽ hòa trộn tấm hình và cái màu đen chúng ta vừa chọn. Khoảng 30%. Bây giờ tôi render lại. Sàn chúng ta bắt đầu đen đi nhiều hơn rồi. Tôi thấy rằng độ bung còn hơi cao, chúng ta cùng nhau giảm xuống, kết thúc làm vật liệu sàn. Ở bung này chúng ta giảm còn 5% thôi. Enter, rồi nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau làm vật liệu kim loại trong cái khung giường này và một vài thành phần khác. Tôi thu nhỏ lại. Các bạn kéo một cái vật liệu mới ra ngoài này. Nhấp đúp vào. Vật liệu kim loại này tôi cho hơi đen. Ok. Độ phản xạ khoảng 60. Và cho độ nhòe 0.75. Tôi đặt tên là kim loại. Bạn nhấp đúp vào đây, bấm hiển thị trên vùng nhìn. Bây giờ chúng ta cùng nhau chọn đối tượng kim loại đây. Tôi chọn cái giường này. Các bạn nhấn Alt Tab kép. Nhấn PZ zoom gần lại để chọn cho dễ. Tôi chọn hết các đối tượng này. Và gắn vật liệu kim loại vào. Cả những con ốc này nhé. Đáng hết sức chi tiết. Chỉ cái thành giường này nữa. Các bạn nhấn F3 chọn cho dễ. Tôi kéo chọn một lượt. Control chọn thêm. Chúng ta gắn vào. Bên cạnh đó những chân bàn này. Mình cũng phải gắn luôn. Nếu là group các bạn open ra. Chúng ta lần lượt gắn hết. Và cả cái bàn này nữa. Đối tượng này. Tôi chọn cả phần đế và gắn luôn. Đương nhiên những bức tranh này tôi thích khung nó bằng kim loại thì tôi cũng gắn luôn. Group, tôi open. Và chọn khung này, gắn trực tiếp vào. Còn tranh chúng ta sẽ gắn sau. Các bạn nhấn C trên bàn phím tuyệt phải vào. Và test lại cảnh này. Bây giờ tôi bấm render để test lại vật liệu này. Tôi thấy độ bóng thì quá nhiều, còn màu thì hơi ít. Tôi can ra ngoài và chỉnh lại vật liệu. Các bạn nhấn M lên. Ở đây độ bóng còn quá cao. Chúng ta giảm xuống còn khoảng 10 thôi. Và tôi ok đóng lại. Bây giờ chúng ta sẽ kéo render theo vùng rồi nhanh. Tôi thấy màu thì tương đối được rồi. Nhưng độ nhòe tôi giảm còn 0.7, 0.78 thôi. Và độ bóng tôi tiếp tục giảm còn khoảng 5%. Ok đóng lại. Bây giờ tôi test lại toàn cảnh. Tôi thấy đã ổn và đẹp hơn nhiều rồi. Các bạn nhấn M trên bàn phím. Chúng ta làm vật liệu gỗ với các đối tượng còn lại. Và dường như chúng ta còn quên chữ ốp kim loại trong một vài thành phần. Chúng ta chọn đối tượng này. Nhấn P, Z. Ở mặt trước của nó chúng ta cũng nên ốp kim loại. Tôi chọn tiếp bên này. Control chọn thêm. Và bên này nữa. Chúng ta gắn các vật liệu kim loại còn lại. Ok, các bạn nhấn C. Để làm vật liệu gỗ các bạn kéo thôi. Cũng kéo vào bitmap. Và tôi chọn gỗ. Chúng ta kết nối phần gỗ này. Với diffuse. Hiện nó lên. Nhấp đúp vào đây.
Bạn tăng độ bóng lên 150. Chết cái dấu này. Độ nhòe tôi cho chấm 75. Nếu như các bạn muốn gỗ này màu đen hơn, thâm hơn, chúng ta làm như sau. Các bạn gõ phím C vào đây, chọn Color Correction, kết nối gỗ này với phần Map và phần Color Correction kết nối với Diffuse. Nhấp đúp vào đây. Các bạn có thể giảm thông số Saturation này xuống và chuyển về tab tăng cao này. Các bạn giảm thông số này xuống thì nó sẽ tối hơn. Chấm 5, Enter. Các bạn thấy rằng gỗ của chúng ta đã tối hơn rất nhiều. Nó sẽ chọn cả hai cái map này, nó ship kéo xuống để lấy phần boom. Tôi nhấp nút vào đây, chuyển đối tượng về saturation về đen trắng và kéo vào đây, boom map. Sau đó tôi chọn đối tượng này, dán các thành phần gỗ. Ví dụ ở đây, bạn nhấn PZ để zoom gần lại. Sau khi chọn, chúng ta tiến hành gắn vật liệu. Ok, rất đẹp. Bên này nữa. Và cái bàn này. Đẹp phải các bạn? Tôi nhấn C. Tôi sẽ ốp tiếp vật liệu gỗ cho đối tượng cửa sổ. Tôi muốn cửa sổ là gỗ trắng. Tôi sẽ chọn đối tượng này. Tôi ship kéo xuống. Thu nhỏ đối tượng này lại. Tôi sẽ biến đổi làm sao cho gỗ này về trắng là xong. Tôi chọn cho về đen trắng đầu tiên, tôi nhấp nút vào đây, cho màu thành trắng. Và đương nhiên tôi chuột phải vào map, tỷ lệ hòa trộn khoảng 10% thôi. Gỗ chúng ta bắt đầu trắng rồi các bạn. Tôi chọn đối tượng này, hiển thị. Và chọn hai khung gỗ ở cửa sổ. Ctrl chọn thêm, gắn vào. Các bạn có thể nhấn phím P, Z để kiểm tra. Gỗ được gắn vào nhưng chúng ta chưa thấy hiện tượng gì, các bạn chọn U về kép map. Nhấn mở lên, kiểm tra xem chúng ta hiển thị đối tượng gỗ chưa. Đã hiển thị rồi. Vậy là ok. Tôi kéo UV Cam Map từ đây, thả vào đây. Nhấn C trên bàn phím. Các bạn chuột phải màn hình, chúng ta tiến hành render lại. Tôi thấy các vị trí ánh sáng mặt trời ở đây hơi chói. Các đối tượng chúng ta gần như biến mất. Các khung cửa, ta có thể chỉnh sửa sau.